Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày nhâm tuất tháng quý mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo Quang, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trần, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày nhâm tuất tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm đại hải thủy kỵ tuổi bính thìn giáp thìn ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày tuất lục hợp với mão tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục xung với thìn hình mùi hải dậu phá mùi và tuyệt hình. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần, bính tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hư, sáu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao quỷ khóc, sáu về tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 mời các bạn đón xem nội dung chi tiết để đón lành lánh giữ tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 do chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh điều này sẽ làm cho vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay đầy rẫy những hung hiểm bạn mệnh cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi hành động kéo lại để xảy ra những sai lầm đáng tiếc với bà tuổi tý chỉ cần một phút nóng vội mọi thứ mà bạn gây dựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua có thể sẽ tan thành mây khói nhất là trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc điểm báo trong ngày hôm nay với bạn tuổi tý đang gặp ngày tuất có sự tổn hại về tiền của tài sản rất rõ ràng. Bạn hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo nếu không muốn tiền bạc bị hao tán nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ khắc với thủy, điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng không được mấy hài hòa, khi có những bất đồng cứ liên tiếp nảy sinh và cả hai vì không tìm được tiếng nói chung mà liên tục xảy ra sự tranh cãi, mâu thuẫn, căng thẳng khiến cho tình cảm càng ngày càng giảm nứt. Và câu quyết cho bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tình cảm lứa đôi không được máy hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe không có gì đáng phải lo ngại. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, gia đạo bất hòa khó được an in tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc hành động cẩn trọng chứa có định xảy ra sai lầm đáng tiếc và đánh giá của ba tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 65, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi xỉu. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi điều này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến tinh thần của bạn tuổi xỉu trong ngày hôm nay áp lực công việc đè nặng bản mệnh không thôi suy nghĩ về những muộn phiền nữa may mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi xỉu lại đang có được chính ấn xuất hiện và sao thiên đức trợ mệnh Năng đỡ phần nào cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay được tươi sáng hơn. Với năng lực sẵn có, sự nghiệp dễ thành, nhưng cũng phải bôn ba khắp nơi, chỉ cần bạn tự tin vào bản thân mình, luôn có thái độ cầu tín, không ngừng học hỏi từ những người có kinh nghiệm đi trước mình, cơ hội thành công vẫn sẽ đến với bạn. Tuy hành trình có thể chậm một chút, nhưng bạn hãy lấy đó làm động lực để tiến về phía trước nữa và ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng điều này làm cho bản mệnh nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn nhất là đối với những người có thể trạng yếu với nhiều bệnh mãn tính liên quan tới tim mạch và máu huyết vài câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim thái độ cầu tín, không ngừng học hỏi sẽ mang lại cho bạn có được sự thành công. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình khá hài hòa, không nhiều biến động. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều, cần phải lưu tâm. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, áp lực công việc khiến cho tinh thần của bạn đi xuống và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 71, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi dần có được những tác động vô cùng là tích cực công việc của bạn trên đà được thuận lợi với những mục tiêu mà bạn đã đặt ra đang được hoàn thành từng bước một một cách nhanh chóng nữa ngoài ra trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần có sự xuất hiện của thiên tài cùng với sao hoa cái là các tinh trợ mệnh với bà tuổi dần là người rất dỗi tùy cơ ứng biến sáng suốt trong các quyết định của mình cho nên con đường tài lộc của bạn hôm nay rất vượng phát bạn có được cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào các khoản thụ bất ngờ như thế là trúng thưởng trúng số hay là được quà tặng từ người khác nữa chỉ tiếc rằng cái chuyện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày này lại chẳng được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành, mộc khắc với thổ. Người đang quản độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa riêng của mình, nhân duyên chưa tới, bản thân của bạn cũng đừng quá vội vàng làm gì, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, sức khỏe là vốn quý, chớ nên lơ là, kẻo bệnh tật lại tìm đến. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, vận may về tài lộc, giúp cho tiền đổ về túi ào ào. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, tiếp tục phát huy năng lực của bản thân, hướng tới những mục tiêu ở phía trước. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình không được mấy hà hài hòa, tranh cãi thường xuyên, tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, công việc thuận lợi, mưu sự dễ thành. Về đánh giá của ba tuổi dần, trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 69, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất Từ vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 Ngày thứ năm này với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có lục hợp chia chở cùng với sao tử vi cát tinh chiếu mệnh làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay thuận nhiều, ít nghịch, dù có gặp phải nguy hiểm, cũng tai qua nạn khỏi có sự khởi sắc hơn so với những ngày bình thường với những kế hoạch mà bạn đã định sẵn, dự án của bạn được đánh giá rất cao, nhờ thế mà cơ hội hợp tác làm ăn sẽ trở nên vô cùng thuận lợi với bạn. Ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có chính tài độ mệnh với nguồn thu nhập của bạn được ổn định và có sự tăng tín mỗi ngày. Bạn mạnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động mà mình không phải luôn nghĩ quá nhiều thêm nữa. Sự nhanh nhạy còn khiến tôi nguồn lực sẵn có của bạn càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa về mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày này lại đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy lại không được mấy tốt đẹp khi trong ngày đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc dù chỉ bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhưng những bất hòa giữa hai người cứ ngày một tích tụ rồi lớn dần lên tất cả chỉ chờ một sự bùng nổ là có thể khiến cho mọi thứ vỡ vụn ngay trước mắt mà thôi đó nhá về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy mâu thuẫn bất hòa luôn là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly và đổ vỡ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa thu nhập ổn định và có sự tăng tiến mỗi ngày tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên đề phòng các bệnh mạng tính có thể phát sinh bất cứ lúc nào tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tình hình lứa đôi có sự mâu thuẫn, khó hòa giải, từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, vận trình công việc được khởi sắc, thuận lợi hơn. và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 82, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi, tuổi tốt, Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi điều này làm cho bạn tuổi thìn đang có điểm báo khó có thể xử lý được mọi công việc một cách trơn tru bất đồng nảy sinh giữa bạn với đồng nghiệp và cấp trên khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên rối rắm hơn nhưng vận trình có thuận có nghịch mọi sự do người bạn tuổi thìn bạn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể cải thiện được tình hình này nữa ngoài ra trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn đang có được sự giúp sức của thiên ấn cũng sẽ giúp cho bạn có được tiếng nói có sức nặng bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh nhờ thế mà có thể sớm đưa ra những quyết định phù hợp nhất và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 năm nhâm dần. Theo hải thượng làn ông, nhân thần ở phía trong của cổ tay, phía trong đùi và âm họ. Vì vậy, với bạn tuổi thìn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm trích ở các vị trí này nhé. Ngoài ra, trong ngày này, nếu như bạn tuổi thìn có công việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn có được nhiều vận may và làm việc được hanh thông, thuận lợi hơn. Vài câu quyết cho bản tuổi thìn trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được sự tín nhiệm của mọi người công việc được thuận lợi tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ trở nên chủ quan lơ là với sức khỏe của bản thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng quên dành sự quan tâm và chăm sóc cho nửa kia của mình tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim bạn lĩnh vững vàng mau chóng hoàn thành được nhiệm vụ được giao tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy trở nên tác động lên vị trí nhân thần trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có thiên quan giáng mệnh, điều này khiến cho bà tuổi Tỵ phải chịu không ít sự tổn thương trong ngày hôm nay và bà tuổi Tỵ bạn cần phải lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với những người bề trên, cấp trên hay là lãnh đạo của mình cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng và kiên định nữa. Sự nóng vội sẽ khiến cho mọi mong đợi của bạn phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn mà thôi. Vì vậy với bà tử tỵ hãy luôn suy xét mọi việc một cách cho thật cẩn trọng, có điểm báo hao tổn nhẹ về tài lộc, nhưng không phải là không có cơ hội. Vì vậy bạn cần phải biết cách tận dụng thời điểm, nắm bắt thời cơ một cách hợp lý nhất nữa nhé. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, dù vướng phải không ít trở ngại trong công việc, nhưng may mắn là bạn mạnh luôn có được người ở bên cạnh bạn để giúp đỡ và chia sẻ cho bạn trong những lúc khó khăn. Ngũ hành họa sinh cho Thổ vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được nhân duyên với người ấy đang rất tốt, cho nên cả hai đều có thể nâng cấp mối quan hệ của mình lên một nấc thang mới nữa rồi về câu quyết cho bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa suy xét kỹ càng hành động cẩn trọng sẽ tránh được không ít những rủi ro tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ công việc bất lợi sai lầm gây tổn thương không ít tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc các mối quan hệ xã giao của bạn cần chăm chút và khéo léo hơn tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tình cảm lứa đôi hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút đáng kể, cần phải điều chỉnh để nhanh chóng cải thiện. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 19, số 92, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi giàu, tuổi thân. tử tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ điều này cho thấy với bạn là người thông minh khéo léo công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên trơn tru suôn sẻ hơn rất chi là nhiều với những thành quả mà bạn đạt được sẽ khiến cho không ít người phải trầm trò ngưỡng mộ. Nhưng trong ngày này bạn cũng cần phải tránh cho khơi màu những mâu thuẫn nổ ra nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình sẽ tốt hơn ngày thứ năm này với ba tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh điều này càng chứng tỏ được năng lực mạnh mẽ của bạn cùng với tinh thần trách nhiệm cao bạn nhanh chóng hoàn thành được mọi nhiệm vụ được giao mà không cần tới sự trợ giúp của bất cứ ai nhận được không ít sự đánh giá cao của cấp trên quân đường thanh tín của bạn như đang thanh thang rộng mở hơn bao giờ hết nữa lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có thổ họa tương sinh, điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình cũng trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều, với những mâu thuẫn giữa đôi bên dần được xóa bỏ thay vào đó là những sự chia sẻ và cảm thông dành cho nhau nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, sức khỏe ngày một cải thiện nhờ chế độ sinh hoạt điều độ. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, cẩn trọng hành động, chớ để xảy ra sơ suất. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, năng lực của bạn được chứng minh thành công trong tầm với. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, không nên chủ quan lơ là trong bất cứ trường hợp nào. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, đừng có ý lại vào những gì mình có được, hãy liên tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa và đánh giá của bà tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 87, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương phá, điều này khiến cho những suy tính, dự định của bạn trong ngày hôm nay diễn ra không được như ý muốn. Với bạn tuổi Mùi sẽ gặp phải không ít những rào cản từ những người xung quanh, những người luôn có ý định cản trở và muốn làm tổn hại tới bạn nữa. Ngày này với ban tuổi mùi cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ khiến cho bạn phạm phải những sai lầm vì quá cố chấp, không nghe theo lời khuyên của những người đi trước. Sai lầm thì phải trả giá, mà lần này bạn sẽ phải trả giá bằng tiền bạc đang có ở trong tay. Và với bạn đang có điểm báo, có sự hao tốn về tiền của hàng hóa ế ẩm nên cẩn thận sẽ tốt hơn và xem tử vi cũng cho thấy ngày này đối với gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Nếu như bà tuổi mùi có công việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng tốt sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, hạn chế được những rủi ro không đáng có xảy ra với mình về câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cố gắng không ngừng nghĩ thành quả sẽ được hoàn toàn xứng đáng với bạn tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đề phòng của kẻ tiểu nhân luôn có ý định hãm hại tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa thể hiện được năng lực của bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hao tài tốn của hàng hóa ế ẩm nên cẩn thận thì hơn tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên xuất hành đi hay là thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay nhé về đánh giá của ba tuổi Mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 13 số 66 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu ánh kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Ngọa tuổi Mão tuổi Hợi Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi thân đang có được quý nhân tương hội trợ mệnh cho bạn, cho nên mọi việc với bạn trở nên suôn sẻ hơn trước rất chi là nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự án tiềm năng mà bản thân bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này có thể khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn với bạn không thể màng tới những rủi ro có thể ập đến mà bất chấp hành động khiến cho những sai lầm có thể sẽ tìm đến. Và đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, đừng có vì tác động của bất cứ ai mà ảnh hưởng tới quyết định của mình nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, bạn đang có được nhân duyên tốt đẹp sẽ tìm đến với bạn khi bạn gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng người đang còn độc thân có thể sẽ đón nhận không ít sự quan tâm từ những người khác giới. Và bạn cũng đừng có vội vàng nhận lời của bất cứ ai, bạn hãy dựa vào cảm xúc của chính bản thân mình để đưa ra những lựa chọn sao cho chính xác nhất bản thủ thân nhé về câu quyết cho bản tuổi thân trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cần phải hết sức tỉnh táo đừng có bị tác động bởi bất cứ ai tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình có được sự hài hòa êm ấm tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân mình đừng có lơ là tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng có bất chấp rủi ro mà hành động hậu quả sẽ không thể lường trước được. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi, có được cơ hội thực hiện các dự án mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 80, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tý, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022 ngày thứ năm này với bạn tuổi giàu do tác động của cục diện ngũ hành tam hội điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên rạng rỡ hơn nhiều so với những ngày trước đó các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa và ngày một nâng cấp sẽ giúp cho công việc của bạn ngày càng được thuận lợi hơn Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kiếp tài án ngữ, điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực tới vận trình tài lộc của bạn trong ngày. Vận trình tài lộc của bạn có nhiều u ám, bạn sẽ khó tránh được những sự tranh chấp về tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu không sáng suốt hành động, bạn có thể sẽ mất đi một khoản tiền không hề nhỏ trong những quyết định sai lầm của mình nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, bạn đang gặp được ngày có tuất thổ sinh cho dậu kim Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn chưa bao giờ được nồng nàn, thắm thít đến như thế Cả hai chẳng thể nào giấu nội được tình cảm của mình dành cho đối phương Với những quan tâm dành cho nhau chính là sợi dây gắn kết vô cùng vững chắc giữa hai người nữa rồi về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hạn chế xảy ra những tranh chấp liên quan tới vấn đề về tiền bạc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa gia đạo an in cha mẹ quân cái hòa thuận tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cẩn trọng hành động nếu không muốn tiền mất tật mang tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc duy trì được mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ giúp rất nhiều cho con đường phát triển của bạn sau này tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình cảm lứa đôi nồng nàn thắm thít về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 16, số 98, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, xem tử, tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn giúp sức, điều này sẽ giúp cho mọi việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên trơn tru, thuận lợi hơn trước. Với những phản ứng nhanh nhạy và linh hoạt của bạn, có thể xử lý được công việc một cách nhanh chóng và rất chi là trơn tru nữa nhé. Tuy nhiên, về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Tuất trong ngày này lại bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực khi bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lại thêm thái tuế án ngữ làm cho bạn tuổi Tuất đang có nhiều nỗi lo lắng sầu muộn ở trong lòng. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, thư giãn để cho cơ thể của bạn mau chóng được phục hồi và ngày này với bạn tuổi tuất, bạn cũng cần phải cẩn trọng, kéo lại bị kẻ tiểu nhân hiểu lầm trong chuyện tình cảm, dẫn đến những mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau. đừng chỉ nghe lời người ngoài mà phải tin tưởng người ở bên cạnh mình nhé. và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch, năng thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. vì vậy với bạn tuổi tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này về câu quyết cho bà tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nhanh chóng xử lý được các vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim công việc không gặp quá nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy tình cảm gia đình không mấy hài hòa, khó tránh những mâu thuẫn nảy sinh và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 36, số 79, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọa, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi, xem tử vi tôi thấy bạn đang gặp được ngày của thực thần ghé thăm, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được vận may về tiền bạc không hề nhỏ, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, có được cơ hội phát tài xuất hiện trước mắt mình, quả là cơ hội hiếm có, bạn hãy nhanh tay đón lấy, đừng có bỏ lỡ nó. Và ngày này có nhiều người có được cát tinh trợ mệnh, còn có thể trúng thưởng, trúng số hay là nhận được phần quà từ người thân, bạn bè của mình nữa. Chỉ tiếc là trong vận trình tình cảm của bạn tuổi hợi ngày hôm nay lại chẳng được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc với những tranh cãi khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn trước khá nhiều. Cả hai chẳng ai chịu nhún nhường ai càng khiến cho mâu thuẫn càng ngày một lớn hơn nữa. Và ngày này với bạn tuổi hỏi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi hơn, hạn chế những rủi ro không đáng cố xảy ra với mình. Về câu quyết cho bà tuổi hỏi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa có được vận may về tiền bạc tìm đến, mau chóng, nắm bắt lấy. Tử vi tuổi đinh hỏi thuộc mệnh thổ sức khỏe có thể bị ảnh hưởng ít nhiều cần phải quan tâm chăm sóc bản thân mình nhiều hơn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên hành động cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tiền bạc được rũng rĩnh thoải mái trong việc chi tiêu tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tình cảm lứa đôi căng thẳng có sự tranh cãi triền minh. về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 84, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.